Theo đó, các tiêu chí đô thị được đưa ra xem xét để bình chọn bao gồm sự phát triển đô thị bền vững, gắn liền với cuộc sống của con người với cây xanh, không khí trong lành không bị ô nhiễm và đảm bảo tốt nhất sự an cư cho người dân. Giải thưởng sẽ được Tổ chức Định cư Liên Hợp Quốc tại châu Á trao vào ngày 20 tháng 11 tới đây tại Nhật Bản. Cũng theo khảo sát thường niên của tạp chí Cornell Travel của Mỹ, vốn được xem là khảo sát danh giá nhất của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu, Hội An đã được bình chọn là thành phố du lịch được yêu thích thứ hai ở châu Á sau Kyoto, Nhật Bản. Hội An được yêu mến bởi những ngôi nhà đầy màu sắc và những dinh thự cổ kính tạo cho du khách cảm giác như đang ở trong một bộ phim.